bên trong hoa sừng, hoa cái lá ngô, hải tú bên một chai, em lai cái bên đồ nhinh, là lâu cả nhà sử dụng tuổi, bạn bè quen khó khăn cái là hàng đầu, sao có gì bón bốn con da, cái tao có thể phát khẩu bóng lông bì bẩn của con đi, chồng em sạt lên sữa, hà lên pha, mất tích thức gây ở đầu lại, hiền hòa ấy đi, mất tích bất kỳ tích thức biến biến ở ngoài chiến đi, sao bạn nào đang ta sóng khoái tay chân, sao cá mới xúc ải, sao em xúc bà mẹ bên đồng. Đông đủ của toàn thể chỉ quan khách tại các phòng tiệc cưới của gia đình họ thầy gái trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc chào kính mời cô dâu Hiền Hòa, chúc rể Anh Chiến cùng với cha mẹ hai bên gia đình tay cùng nhau cúi chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Chúc chào kính mời. Sau vâng ạ, kính thưa toàn thể quý chị thân mến, yêu được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao lớn nhất trong cuộc đời của con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu Hiền Hòa, chú rể Anh Chiến của chúng ta đã đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Mà ngày xưa thì hai đứa chiều rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua em bán tôi mua, tiền là lá dùng cuối mùa vàng bay, rồi tôi kết lá thành dây, kết hoa và lá, kết ngày và đêm, kết thành hoa cưới cho em, vòng hoa tim mái tóc dài bến sông, cô dâu cái ửng má hồng, dắt tay chú rể chạy dòng khắp làng, mà trăm năm cho cõi người ta, trai tài gái sắc theo là tròn nhau, chuyện tình yêu có chầu với cao, cha mẹ dằm hỏi cưới nhau phải tròn ngày. Và ngày hôm nay là ngày tuyệt vời và ngày đẹp nhất của năm 2022. Và để rồi trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và lễ vô quy của cô dâu Hiền Hòa sang duyên cùng chú rể Anh Chiến xin phép được bắt đầu. Cô chị bác tại các phòng tiệc cưới của gia đình họ gái trong buổi trưa ngày hôm nay.
và trở lại với lễ vụ quy của chúng ta. Xin chào kính mời cô Giao Hiền Hòa, thúc đẩy anh Tiến hãy nắm chặt tay nhau bước lên trên một bước ạ. Và cô Giao kính thưa toàn thể quý vị thân mến, yêu nhau mình núi cũng leo, mỗi thân cũng lội mấy đèo cũng qua. Dù rằng mưa nắng phong ba, có cái gì có ta có mình. Không lẽ chỉ đã về thiên tình, đã say hạnh phúc gia đình từ đây. Ông tơ và quyền xa dây, nguyện thể non nước sẽ cùng có nhau. Dù sao bãi bể đương du, kia duyên long phượng thắm sâu ân tình. Và trải qua năm tháng hò hẹn với nhân tranh đời chờ. Và từ đây cô Giao Hiền Hòa, có thể anh Tiến được nắm chặt tay nhau, đứng trên ngôi hạnh phúc để làm mà lễ ra mắt quan viên của họ hai nhà trong buổi trưa ngày hôm nay để chính thức lên vợ và thành chồng. Và bác ai kính thưa toàn thể quý chị thân mến, mà ngày vui để vui thì cha mẹ tặng quà, con là vốn để bà nuôi con, khi con phải gái thì trai nó con lớn thành tài mẹ vui. Và để mừng hạnh phúc chúc trăm năm cho hai em thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, về phía gia đình nhà họ nhà gái có bắt quà gửi đến cô Giao và có thể với lời chúc chúc các em trăm năm hạnh phúc. Và tất cả xin mời gia đình anh chị nhà Lò Văn Thành và Lò Thị Yết có bắt quà gửi đến cô Giao và có thể trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất cả xin mời. Xin mời các thầy các chị, chúng ta cùng nhau dâng cao ly rượu của mình lên quý vị ơi, để cùng mừng hạnh phúc.
chúc cho năm chúng tôi hiền hòa, thánh thiên chúa rể anh tiến trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta kính thưa các chị thân mến, hôm nay ngày đẹp sáng lành cho các họ, kính chúc kết thành thông xa, kính chúc vui tình thông xa, gia bên gia đình kết càng keo sơn và phát tạp hơn, kính chúc cô dâu và gia thể trăm năm hạnh phúc. Và sau đây sẽ tỏ cái lời hai bên gia đình cùng bước đến để cùng ly rượu với nhau để phát tạp tình nghĩa thông xa trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trọng kính mời. Cô dâu và các thầy cùng với cha mẹ hai bên thì hay uống ly rượu của mình để say mới tình, mới tình thông gia đến tất cả đồng đời không bao giờ đạt sai. Tất cả kính mời và chúng ta tất cả kính mời các thầy các chị cùng uống cả ly rượu của mình cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất cho tôi thầy trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất cả kính mời. Cảm ơn các thầy các chị thân mến và kính thức bày trường song thân vừa rồi đã khép lại chương trình lễ vật quy của cô dâu hiền hòa. Tiếp theo chúng tôi anh tiến trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây xin chào kính mời cô dâu và các thầy cùng với cha mẹ hai bên gia đình tất cả với trên bàn tiệc để cùng xúc miệng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các vị khách quý của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất cả kính mời.